Ủy ban điều tra Nga nói đoạn video này quay lại hiện trường vụ chiếc máy bay quân sự Nga bị rơi ở vùng Belgorod. Moscow nói vụ tai nạn hôm 24 tháng 1 đã giết chết 65 tù binh Ukraine có mặt trên máy bay khi máy bay đang chở họ đi trao đổi. Đoạn phim được công bố hôm 25 tháng 1 cũng cho thấy những thi thể giữa đống đổ nát. Reuters có thể xác nhận vị trí bằng địa hình và cây cối xung quanh, khớp với hình ảnh vệ tinh của khu vực. Nhưng Reuters không thể xác minh độc lập ngày quay video. Ủy ban xử lý các tội phạm nghiêm trọng cũng đăng trên Telegram rằng máy bay đã bị trúng phi đạn đất đối không do Ukraine sản xuất. Nga cáo buộc Kiev bắn rơi chiếc Ilyushin IL-76 khiến toàn bộ 74 người trên máy bay thiệt mạng và cho biết tình báo quân đội Ukraine đã nhận được cảnh báo 15 phút trước khi máy bay tiến vào khu vực nơi nó bị bắn hạ. Ukraine phủ nhận đã nhận được cảnh báo và không xác nhận cũng không phủ nhận vì lực lượng của họ đã bắn rơi máy bay Nga. Nhưng Ukraine đã thách thức lời khai của Moscow và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế. Nhà lập pháp cấp cao của Nga Andrey Kartapolov cho biết hôm 25 tháng 1 rằng Bộ Chỉ huy Quân sự Ukraine xác nhận đã nhận được cảnh báo. Khẳng định của ông Kartapolov mâu thuẫn với tuyên bố của Ukraine rằng Nga không thông báo cho nước này về việc sắp xếp chuyến bay. Phát ngôn viên tình báo quân đội Ukraine Andriy Yushov nhắc lại rằng Kiev không được Nga yêu cầu kiềm chế các cuộc tấn công vào không phận nơi máy bay bị bắn rơi. Đây là vụ việc nguy hiểm nhất xảy ra trên lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga. Nga có quyền tiếp cận duy nhất vào địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Truyền thông nhà nước Nga cho biết hộp đen của máy bay đã được chuyển đến một phòng thí nghiệm đặc biệt ở Moscow để phân tích. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24 tháng 1 kêu gọi cần phải làm rõ những gì đã xảy ra. Điện Kremlin hôm 26 tháng 1 bác một bản tin do Bloomberg đăng tải cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đang thăm dò phía Mỹ về khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine và có thể cân nhắc chuyện dỡ bỏ các yêu sách chủ chốt liên quan tới tình trạng an ninh của Ukraine. Bản tin của Bloomberg nói rằng ông Putin đang thăm dò phản ứng xem liệu Washington có sẵn sàng tham gia đàm phán hay không và đã liên hệ với Mỹ thông qua kênh gián tiếp. Bloomberg trích dẫn hai người thân cận với Điện Kremlin nói rằng ông Putin có thể sẵn sàng xem xét việc từ bỏ yêu sách đòi Ukraine phải trong tình trạng trung lập và thậm chí cuối cùng sẽ thôi phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO. Mối đe dọa này là lý do biện minh chính của Nga cho cuộc xâm lược Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã được các phóng viên hỏi về việc này và cụ thể là liệu Moscow có thực sự sẵn sàng từ bỏ các yêu sách đòi Ukraine trung lập và thôi phản đối Ukraine gia nhập NATO hay không. Ông Peskov đáp: "Không, đó chỉ là một tin sai, hoàn toàn không đúng thực tế." Các binh sĩ Ukraine đang trấn giữ tuyến phòng thủ gần Bakhmut hôm 25 tháng 1 cho biết họ cần thêm nguồn cung cấp đạn dược và vũ khí để thành công trong việc đẩy lùi kẻ thù. Các lực lượng Ukraine đã phòng thủ chặt chẽ hơn ở nhiều khu vực trên mặt trận phủ đầy tuyết sau khi cuộc phản công hồi năm ngoái không thể chọc thủng phòng tuyến được phòng thủ mạnh mẽ của Nga ở phía nam và phía đông mà Nga đang chiếm đóng. Bản tin hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu Ukraine về cuộc chiến với Nga hôm 26 tháng 1 cho biết đã xảy ra 82 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua. Lực lượng Ukraine nói đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công trên các mặt trận gần thị trấn Bakhmut. Các binh sĩ trong lữ đoàn tấn công Galicia số 80 đã bắn đạn từ súng tầm thấp L119 do Anh sản xuất, cho hay rằng quân Nga lợi dụng bóng tối để tiến quân theo từng nhóm nhỏ. Tòa án Thế giới hôm 26 tháng 1 ra lệnh cho Israel phải có hành động để ngăn chặn hành vi diệt chủng khi nước này tiến hành chiến tranh chống lại các phần tử hiếu chiến Hamas ở dải Gaza, nhưng tòa không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Phán quyết về vụ kiện do Nam Phi khởi xướng, tòa nói Israel phải đảm bảo lực lượng của mình không phạm tội diệt chủng và thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện tình hình nhân đạo cho thường dân Palestine tại khu vực này. Trong phán quyết, 15 trong số 17 thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế, tức Tòa Thế giới, đã biểu quyết cho các biện pháp khẩn cấp, bao gồm hầu hết những gì Nam Phi yêu cầu, ngoại trừ việc ra lệnh ngừng hành động quân sự của Israel ở Gaza. Theo cơ quan y tế Gaza, chiến dịch quân sự của Israel đã tàn phá phần lớn giải đất đông dân cư này và giết chết hơn 25.000 người Palestine trong gần 4 tháng qua. Israel bắt đầu tấn công sau cuộc tàn sát xuyên biên giới mà Hamas thực hiện hôm 7 tháng 10 năm 2023. Các quan chức Israel cho biết cuộc đột kích của Hamas đã làm thiệt mạng 1.200 người, chủ yếu là dân thường, và 240 người bị bắt làm con tin. Tòa Thế giới nói rất quan ngại về số phận của các con tin Israel bị cầm giữ ở Gaza và kêu gọi Hamas cũng như các nhóm vũ trang khác ngay lập tức thả họ vô điều kiện. Tòa yêu cầu Israel phải báo cáo lại về những bước họ đã thực hiện trong thời gian một tháng. Dẫu các quyết định của tòa là cuối cùng và không có kháng cáo, nhưng tòa không có cách nào để thi hành. Ở giai đoạn này, tòa án không đưa ra phán quyết về cốt lõi của vụ kiện do Nam Phi đưa ra là liệu nạn diệt chủng có xảy ra ở Gaza hay không, nhưng tòa công nhận quyền của người Palestine ở Gaza được bảo vệ khỏi các hành động diệt chủng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 26 tháng 1 tuyên bố Israel cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế sau khi Tòa án Thế giới ra lệnh cho Israel có hành động để ngăn chặn diệt chủng trong cuộc chiến ở Gaza, nhưng ông nhắc lại rằng nước ông có quyền tự vệ. Ông Netanyahu nói cáo buộc diệt chủng là thái quá. Ông nhấn mạnh, giống như mọi quốc gia, Israel có quyền tự vệ. Nỗ lực xấu xa nhằm từ chối quyền cơ bản này của Israel là sự phân biệt đối xử trắng trợn đối với nhà nước Do Thái và nó đã được bác bỏ một cách chính đáng. Dân Palestine di tản hôm 26 tháng 1 bày tỏ thất vọng khi nghe phán quyết của Tòa Thế giới đối với Israel về cuộc chiến ở Gaza. Những cư dân Gaza đang sống trong nơi tạm trú tạm bợ ở Khan Yunis nói họ từng mong tòa sẽ ra lệnh ngừng bắn. Những người biểu tình ủng hộ Palestine bên ngoài Tòa án Thế giới L2 hôm 26 tháng 1 cũng tỏ ra thất vọng khi tòa chỉ ra lệnh cho Israel chớ để xảy ra hành vi diệt chủng chống lại người Palestine và phải làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ những thường dân đang đau khổ, nhưng không ra lệnh ngừng bắn theo yêu cầu trên đơn kiện của Nam Phi. Tòa cũng kêu gọi các nhóm vũ trang Palestine thả các con tin bị bắt trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, vốn khơi mào cuộc xung đột hiện nay tại Gaza. Tại Israel, những người tập trung tại quảng trường thành phố Tel Aviv cho rằng Hamas nên bị điều tra về các vi phạm nhân quyền. Tại Hostage Plaza, được đặt tên như vậy kể từ khi Hamas bắt cóc khoảng 240 người trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 ở miền nam Israel. Dân Israel ủng hộ cuộc chiến của đất nước họ chống lại nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas đang cai trị Gaza. Nội các chiến tranh của Israel Benny Gantz tuyên bố đất nước của ông đang đối mặt với một kẻ thù giết người là Hamas và rằng Hamas sẽ phải hầu tòa vì cuộc đột kích vào miền nam Israel khơi mào chiến tranh.